Thôi mày làm chết chi tao bây giờ. Đưa chơi chạy điện thoại đây. À, cho lắp Bieber cứ mà đặt chơi chim nữa. Để tao mày. Nghe đồn gì chưa? Trên mạng đồn gần gần lên nè. Sao? Ba vụ lắp Bieber nè. Một game nổi tiếng của Việt Nam làm mưa làm gió trên cộng đồng Facebook đó. Ừ, rồi sao? Làm hư hàng loạt cái điện thoại luôn. Ủa sao giờ không nghe tao xài đâu, sao đâu? Vì đứa đang hả? Không, không phải vì group, biết sao không? Ủa sao? Ví dụ như gì nè, tao mới biết chơi đúng không? Tôi chơi nè, không điểm nè, không điểm, không điểm, tức quá, đặt điện thoại. Điện thoại của tao, trời ơi, iPhone 10 hả? Bé mua đó ba. Không sao, không sao, đó vậy đó. Điện thoại xịn. Ủa rồi bữa nay qua kiếm tao chi vậy? Qua kiếm mày ngủ đi học nè, không giờ nghỉ học qua vậy? Trời ơi, tuần nghỉ có 6 bữa mà la nghỉ nhiều. Ít quá à. Trời ơi, nghỉ tao làm gì, nói tao nghe coi. Ờ, tao đi làm mày ơi. Mày làm gì? Ờ, công việc tao thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Kiếm được nhiều tiền. Mà chịu khó đứng đường hơi nhiều. Hả? Mày nghĩ sao vậy Hữu? Mày nghĩ sao mày đi đứng đường vậy Hữu? Trời ơi, cha mẹ mày cho mày đi học, mày không lo học, mày đi đứng đường. Tương lai mày sao? Sự nghiệp mày sao? Gia đình mày sao? Mời đi làm của ta chứ. Trời ơi, cuối cùng cũng nghe câu này. Mày nghĩ sao vậy Khang? Sao hả? Mày nhìn tao đi, đẹp đúng không? Mày gớm. Trời ơi, lộng lẫy vậy nè. Gớm ơi, quyến rũ quá trời luôn. Mày đi làm cái nghề đó hả mày? Ai ai ai, nói nghe nè. Sao? Ngồi xuống dưới hồ nước đó đó. Nhìn xuống coi đi. Mặt giống quỷ á. Trời đất ơi. Bây giờ chứ dưới cá mà không chết hết đâu con mày á. Nghĩ sao đẹp. Vậy chứ mày làm gì ngoài đường? Thì mày đoán thử đi. Nhìn tướng mày tao biết rồi. Bán cái số phải không? Sai rồi con quỷ. Bán báo nè. Chật lắm. Bán mì ôm. Bán chuối nướng phải không? Sai luôn. Bán củ đế ôm. Ha, biết rồi. Cái gì? Móc bọt. À. Cái gì? Tào lao quá mày ơi. Vậy cho mày làm gì nói đi, tao mệt quá. Mày nhìn tao đem đồ nghề ra. Đồ nghề nữa hả? Ghê vậy. Đây đây đâu cầm cho. Anh ơi cho em biết. Mày dữ vậy? Rồi mày biết tao làm nghề gì chưa? Biết rồi, cũng đoán được rồi. Nghề gì vậy? Làm đạo tì phải không? Trời ơi, cỡ này dịch vụ đạo tì cũng phát triển quá mày. Kìm, về đây tao nói nhỏ mày nghe. Sao sao? Sáng giờ có ai khen mày vô duyên chưa? Vô duyên quá à. Sao vậy? Chỉ chứ mày làm gì? Mày phát giá tiền vàng bạc nè, nhóc chết nè. Trời đất ơi, nghĩ sao giá tiền vàng bạc vậy cha? Tờ rơi, con phát tờ rơi. Trời đất ơi, phát tờ rơi nó đại phát tờ rơi đi. Bà đặt anh không đòi quà, cho nó sai. Mệt không? Nói nghe nè. Sao? Phát tờ rơi cũng được đi. Được. Nhưng mà tao nói mày nghe nè. Phát tờ rơi nhớ phát cẩn thận. Chứ mày phát kiểu phát bừa phát đại đi nè. Gây ô nhiễm môi trường là vừa tốn tiền tốn sức nè. Mày biết các thải tờ rơi này ha, là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nè, hiệu ứng nhà kính nè, băng hai cực tan chảy nè, trái đất nóng lên băng hai cực tan chảy nè, nước lũ dâng cao gieo bao nỗi sầu đau nè. Sao
Cái vụ gì vậy? Cái vụ vậy trời? Cái vụ này nữa hả? Nói đúng lại á, là mày phát từ ghê á, nhớ phát cẩn thận á. Mày thấy tai hại chưa? Mày thấy con Mỹ Chi nó than chưa? Rồi bữa nay qua kiếm tàu chi đây? Trời đất ơi, hổm gài đi đâu mất tiêu mất tích. Rồi bữa nay qua đây về đời tao. Thì tao cũng đi làm thôi. Thiên bữa tao kiếm cũng được triệu mấy, 20-30 ngàn à. Trời ơi, mày làm gì nhiều tiền quá vậy? Hả? Để tao hát cho mày nghe thử rồi mày đón nha. Đâu, để tao coi thử. Khi biết em mang kiếp cầm có kiếm kiếm phòng cho. Được rồi mày. Đón được hả? Đón được rồi. Tao cũng thông minh lắm mày ơi. Nói gì? Tao làm gì? Ca sĩ bồng trà hả mày? Trời đất, nghĩ sao tao làm ca sĩ hả? Tao nước loại sĩ á. Quên bạn tao mà tao quên. Biết tao làm gì chẳng không? Làm gì? Làm gì trong phòng trà không? Quán bia không? Tao làm phục vụ. Ủa phục vụ là làm gì vậy? Phục vụ là phụ dụng đó. Ủa? Gì có phụ dụng đó? Vậy? Phục vụ là... Nói chung là gì nè? Dễ lắm. Nào, lại đây đó, tao chỉ cho mày nè. Phục vụ phải không? Cái người ta vô phải không? Cái mày bưng bia ra nè. Cái mày khui bia. Rồi cái khui bia. Cái mày gót bia. Rồi gót bia. Cái mày điểm chai bia. Rồi mày tính tiền bia. Đó, đơn giản. Cái mặt mày đầy miếng bia luôn nữa. Trời, mày nghĩ sao vậy? Ai đâu mà muốn mày làm ba cái tờ lao bác xế vậy? Nói cho vậy chứ làm phục vụ thì đã sai mình gì thì mình làm đó. Mà tao kể mày nghe, bữa đó tao đang đi làm gì nè, tao gặp hai cái người đó, một trai một gái, đẹp lắm. Tao nói nghe trời, đẹp lộng lẫy kêu xa dần nữa chủ. Nữa, nổ tập 2. Đẹp lắm luôn. Đẹp cỡ này đó, đẹp toàn diện luôn. Đẹp toàn diện luôn mà xấu có hai chỗ à. Ở chỗ nào vậy? Cái chỗ cái mặt với cái tướng còn như đẹp hết. Hết tao luôn rồi mày. Giống mày đó. Trời, mày biết sao không? Hai người đó mới lại nói tao gì nè. Hỏi tao một hơi như ca giọng cổ vậy đó. Hỏi nhà em ở đâu, em tên gì, em bao nhiêu tuổi, em sinh viên đâu nhất, phải không, em muốn đi làm không, chứ có tiền chạy gần đây, bắt đầu số lượng em xuất máy. Rồi mày làm sao? Rồi cái tao đơ ra, móc điện thoại tao đưa xong. Trời đất ơi. Không phải, tao móc điện thoại tao bấm số chứ tao không đưa, quên. Bây giờ tao nè, gặp cái người đó đó, mình không cần phải cho số điện thoại đâu. Sao vậy? Mấy người đó nói đi làm chứ họ đi kiếm tiền nhiều lắm. Trời ơi, mày gặp ta mày chỉ trả lời ba chữ là người ta đi rồi đó. Trả lời sao? Làm người ta gì mệt lắm, luôn phức tạp lắm mày ơi. Trả lời.